Thông tin từ thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp nối chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay. Thưa quý vị, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2019, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đã triển khai mô hình camera giám sát an ninh. Đến nay, mô hình này đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ giáp tranh với tỉnh Đồng Nai. Những năm trước đây, địa bàn này khá phức tạp, tình trạng trộm cắp, cướp giật và các tệ nạn xã hội khác diễn ra thường xuyên. Giữa năm 2019, công an phường đã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuân triển khai mô hình camera giám sát an ninh, thông qua việc huy động sức dân để chuyển hóa địa bàn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Khi mà người được vận động người dân mà đóng góp camera an ninh này thì thấy là rất là tốt, tôi cũng ủng hộ vấn đề đó. Rồi và từ khi mà có camera an ninh trong khu phố thì thấy tình hình là trộm cắp cũng suy giảm, tôi thấy rõ ràng rất nhiều. Từ khi mà trong khu phố có lắp đặt camera thì tình hình mà trộm cắp hoặc là trong khu phố cũng giảm đi rất là nhiều và mọi người trong khu phố cũng rất là yên tâm, và nhiều khi em cũng mua bán xe, để xe rồi cũng yên tâm nữa. Từ hiệu quả của mô hình này, công an phường đã mạnh dạn nhân rộng ra toàn địa bàn. Đến nay, toàn phường Mỹ Xuân có gần 220 mắt thần với tổng số tiền đầu tư trên 500 triệu. 100% kinh phí được huy động từ nhân dân. Các camera an ninh bố trí liên hoàn đều khắp để giúp cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong các khu dân cư, những khu nhà trọ rất hiệu quả. Từ khi triển khai mô hình camera an ninh đến nay thì nhìn chung về cơ bản tình hình an ninh trật tự và tội phạm giảm sâu rất nhiều. Và từ khi lắp đặt camera an ninh thì số đối tượng cũng như là cái vụ phạm pháp hình sự ở địa bàn phường Mỹ Xuân cũng giảm tương đối. Và một số cái vụ chúng tôi cũng nhờ cái camera an ninh mà khám phá nhanh. Mô hình camera an ninh ở phường Mỹ Xuân đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ hiệu quả mô hình này mà công an thị xã Phú Mỹ đã nhân rộng ra trên toàn địa bàn thị xã.